Ở phần tiếp theo này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thơ của Lý Bạch. Thì Lý Bạch là một nhà thơ lớn ở Trung Quốc và những bài thơ của ông rất có xúc cảm và rất được người khác yêu thích. Và bắt đầu bài thơ này mình sẽ vào bài thơ đầu tiên là bài Bắt Chước Xưa. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Trời đất là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Thỏ trắng vẫn giả thuốc, cây phù tang đã cằn. Xương trắng im không nói, thông xanh đâu biết xuân. Trước sau đáng than thở, quý gì cảnh phù vân. Đó là bản dịch của Trần Trọng Sang. Còn nguyên văn nó là như thế này: Ngụy cổ sinh giả vi quá khách, tự giả vi quy nhân. Thiên địa nhất nghịch lữ, đồng bi vạn cổ trần. Nguyệt thọ không đảo được, phù tang dị thành tân. Bạch cốt tịch vô ngôn, thanh tùng khởi tri xuân. Tiền hậu cánh tháng tức, phù vinh hà túc trân. Còn bài thứ hai đó là bài Qua cầu dị ở Hạ Bì, nhớ Trương Tự Phòng. Đấy. Tự Phòng khi trước hùm chưa đóng, sản nghiệp tan hoang chẳng nếp nhà. Vùng thương hại cậy tay tráng sĩ, vung búa đánh tần bác lãng xa. Báo phục cho hàng dẫu chữa xong, cũng một phen làm đất trời rung. Hạ Bì chỗ ấy từng ẩn náu, há chẳng mưa cao chẳng anh hùng. Bước tới Dĩ Kiều nhớ thuở xưa, cảm trang anh kiệt những bao giờ. Chỉ thấy còn đây dòng biết chảy, hoàng thạch công đâu chuyện ảo hư. Ngậm ngùi than tiếc người xa khuất, từ tứ điêu tàn giữa hoang vu. Bản dịch của Kiều Văn là Trương Tự Phòng, nhưng là Trương Lương đó là đại thần của Hán Thao Tổ. Trương Lương là người từng mưu sát hạ Tần Thủy Hoàng. Ở trong cái phần thứ hai này, vung búa đánh tần bác lãng xa đấy. Còn phần thứ ba là chú thích thứ ba là một ông tiên đó, mà Tự Phòng đã gặp. Câu thứ ba này: Hoàng thạch công đâu chuyện ảo hư, là như thế. Từ tứ điêu tàn giữa hoang vu, từ tứ tức là châu từ và châu tứ. Nguyên văn: Kinh Hạ Bì Dĩ Kiều, Hoài Trương Tự Phòng. Tự Phòng hổ vì hổ khiếu, phá sản bất vi gia. Thương hại đắc tráng sĩ, kỳ tần bác lãng xa. Báo hàng tuy bất thành, thiên địa giai chấn động. Tìm nặc du Hạ Bì, khởi viết phi trí dũng. Ngã lai dĩ kiều thường, hoài cổ khâm anh phong. Duy kiến bích lưu thủy, tằng vô hoàng thạch công. Tháng tức thượng nhân khứ, điêu tiều từ tứ không. Bài thứ ba tức là bài ca của người hào sĩ đất Phù Phong. Các bụi hồ bay ngập lạc dương, trong thành vang rộn tiếng kêu than. Bên cầu sóng đỏ tươi màu máu, tơi bời xương trắng gai càng lan. Ta chạy về đông sang đất sở, mịt mù mây nổi lấp đường xa. Quả kêu bụi sớm vầng đông mọc, thành mở người ra quét sát hoa. Tư liệu cần ngô chạm tiếng vàng, xây nhà hào sĩ đất Phù Phong. Một chàng tuấn kiệt trong thiên hạ, ý khí ngang tàn chuyện mu sông. Làm người không ỷ oai nhà tướng, uống rượu nề chi tiệc thượng thư. Rộn rịp mâm bàn mời mọc khách, tưng bừng ca vũ gió hương đưa. Nguyên thường xuân lăng thời lục quốc, tinh ý phơi bày có bà bạn có hay. 3.000 tân khách đầy nhà cửa, ngày báo ngày mai báo ơn biết là ai. Vỗ trường kiếm dựng lông mày, nước trong đá trắng cảnh xinh tươi. Bọn vũ cùng ai cười cợt, uống rượu vì ai ngâm nga. Trương Lương chưa theo sức
Tùng tự bên cầu Hoàng Thạch biết lòng ta. Trong này có phần chú thích Phù Phong tức là thuộc của tỉnh Thiểm Tây, còn Bình Nghiêm Quân, Thường Mạnh Quân, Xuân Thân Quân, Tín Lăng Quân, đó là bốn nhà hào sĩ thời Chiến Quốc. Nguyên văn là như thế này: Phù Phong hào sĩ cha, Lạc Dương tâm nguyệt phi hồ sa, Lạc Dương thành trung nhân oán ta, Thiên Tân lưu thủy ba xích huyết, Bạch cốt chung sanh như loạn ma, Ngã diệt đông bôn hướng ngô quốc, Phù Vân tứ tắc đạo lộ xa, Đông phương nhập xuất đề tạo nha, Thành môn nhân khai tạo lạc hoa, Ngô đồng dương liệu phất kim tịnh, Lai túy Phù Phong hào sĩ gia. Phù Phong hào sĩ thiên hạ kỳ, Ý khí tương khuynh sơn hà di, Tác nhân bất bất ỷ tướng quân thế, Âm tự khởi cố thượng thư kỳ, Diêu bàn ỷ thực hội chúng khách, Ngô ca triệu vũ hương phong suy, Nguyên thường xuân lăng lục quốc thì, Hai tâm tại quân sở tri, Đường trung các hữu tam thiên sĩ, Minh nhập báo ân tri thị thùy, Phủ trường kiếm nhóc dương mi, Thanh thủy bạch thạch hà ly ly, Thoát ngô mạo hướng quân tiếu, Ẩm quân tự vị quân ngâm, Trương lương vị tùy xích tùng khứ, Kiều biêu hoàng thạch tri ngã tâm. Trong cái bài thứ tư đó, bài Vương Chiêu Quân, Sứ tần trăng hán tọ, Giỏi bóng chiếu minh phi, Một lên đường ngải ngọc, Bên trời biền điệp đi, Trăng hán vẫn mọc ngoài Đông Hải, Minh phi sang hồ không trở lại, Làm lùng hoa tuyết núi Yên Chi, Các bụi đất hồ xóa nét mi, Sống bởi thiếu vàng trăm đàn nhỏ, Thác còn nấm cỏ xiết thầu sầu bi. Chiêu Quân tức là một Minh Phi tức là Chiêu Quân, thứ cánh lai thác còn nấm cỏ xiết thầu sầu bi tức là người dịch có sửa chữa theo bản dịch của Trúc Khê. Trong này có đoạn rất độc đáo, đó là đoạn một lên đường ải ngọc, bên trời biển biệt đi, Tráng hán vẫn mọc ngoài Đông Hải, Minh phi sang hồ không trở lại, Lạnh lùng hoa tiết núi Yên Chi, Các bụi đất hồ xóa nét nghi. Nguyên văn: Vương Chiêu Quân, Hán gia tần điện nguyệt, Lưu ảnh chiếu Minh phi, Nhất thướng ngọc quan đạo, Thiên nhai bất khứ bất quy, Hán nghiệp hoàng tòng Đông Hải xuất, Minh phi Tây giá vô lai nhật, Yên chi trường hàn tuyết tác hoa, Nga mi tiền tụy một xa hồ xa, Sinh nhạp hoàng kim uổng đồ họa, Tử lưu thanh trụng sự nhân ta. Trong tác phẩm thứ tư là Gã Đan Vơ, Nam nước Yên tráng sĩ Ngô Dũng, Ống tre bụng cá giao dấu bung trao ở bên trong, Lòng nặng ơn vua thề dân mạng sống, ném núi Thái Sơn tựa nhẹ tựa Long Hồng. Trong tác phẩm này thì Gã Đan Vớ tức là tích trong cái điển tích của Hán Thư đó, thì Vương Sinh sai Trương Thích Chi Đan Vớ rồi tha cho đi. Tác giả dùng ý là Đan Vớ để làm bài thơ này để nói về Trang Hạo Hán vì ơn vua mà hy sinh tính mạng. Còn trong tác phẩm có đoạn Nam nước Yên tráng sĩ Ngô Anh Dũng, ống tre bụng cá giao dấu bên trong, tức là lấy tích là Cao Tiệm Ly giao giống dấu trong cái ống trúc để ám chỉ sai Tần Thị Hoàng tiên chư dấu dao trong bụng cá để ám sát Phương Liêu. Rồi kết thúc trong cái phần này ở đây.